hoạch là đi chơi hay là đi du lịch chữa lành. Vậy còn những người quyết định ở lại Hà Nội thì sao? Họ sẽ làm gì? Họ sẽ ăn gì? Hôm nay thì tôi sẽ giải đáp thắc mắc này, đồng thời là thực hiện một thử thách, đó là ăn sập Hà Nội chỉ với 200.000 đồng. Và hôm nay hành trình của chúng ta sẽ bắt đầu với trà chanh nhà thờ. Vâng, thật tình cờ là khi đến đây hôm nay tôi đã bắt gặp người quen của mình, đó là bạn Minh Anh ở đây ạ. Xin chào tất cả mọi người. Minh Anh này, hôm nay thì tôi đang thực hiện một cái thử thách, đó là khám phá và ăn sập Hà Nội chỉ với 200.000 đồng. Nhưng mà không biết là cái thử thách này nó có khó khăn quá, nó có thực hiện được không nhỉ? Với 200.000 trong một ngày ăn và chơi ở Hà Nội, tôi nghĩ là thử thách này cũng không khó đâu. Như là chúng ta hôm nay với combo này thì chỉ khoảng 90.000 dành cho hai người thôi, chia ra là 45.000 một người. Với nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, ngồi uống trà chanh và thưởng thức món cốm là một cách để tận hưởng không khí mùa thu tại Hà Nội. Đi theo mùa thu Hà Nội, chị tiếng gọi mùa thu ạ. Cốm thì rất là tươi này, đồ uống thì khá là ngon ạ. Em thấy với mức giá như này mà chất lượng nha thì em thấy rất là ok ạ. Cảm thấy là rất là vui khi đến đây mà thấy mọi người cũng đông đúc rồi thì mọi người đến đây để tận hưởng cái không khí của mùa thu. Anh ơi, cho em thanh toán. 200.000. Chơi Hà Nội một ngày thì chúng ta không thể không ghé đến thăm Hồ Gươm, phải không Quang Trung? Công nhận là như thế. Ở Hồ Gươm thì có rất là nhiều địa điểm nổi tiếng như là Tháp Rùa này, hay là đằng sau lưng này là cầu Thê Húc này. Và du khách thì họ rất là thích được chụp ảnh với những cái địa điểm này, bởi vì họ thấy đây là những cái hình ảnh biểu tượng của Hà Nội. Chụp ảnh ở đây không chỉ đẹp mà còn một điều đặc biệt nữa, cả đó là hoàn toàn miễn phí. Thế thì để bây giờ mình chụp cho Minh Anh một bộ ảnh Hồ Gươm nhé. Ok không? Ok. Ok. Chỉ cách Hồ Gươm khoảng vài trăm mét, trong một góc nhỏ của Hà Nội, đang bày bán một món ăn quen thuộc với người dân Hà Thành. Đi chơi cả sáng thì cũng khá mệt rồi, bây giờ thì mình vào ăn trưa thôi nhỉ. Hôm nay thì tớ sẽ mời Quang Trung ăn một món rất là đặc trưng của Hà Nội, đó chính là bún chả. Với sốc bún chả này thì có giá là 40.000 và thêm một cốc chả đá là 4.000. Với hơn 40.000 thôi thì sốc bún chả thực sự rất là ngon rồi. Mình thực sự là háo hức để ăn rồi đấy, thế chắc là ăn thôi nhỉ. Đói lắm rồi. Đói quá rồi. Ăn đi. Mình ăn thôi. Bác ơi, cho nó thanh toán hai suất bún chả vậy. Hai suất, một suất 40, hai suất 80. Tại con phố Phan Đình Phùng này thì rất nhiều người đang tập trung chụp ảnh với những màu sắc rực rỡ của những bông hoa, cho thấy là không khí mùa thu Hà Nội cũng như là dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 sắp tới đang tràn ngập nơi đây. Để có được những tấm ảnh đẹp nhất, những người đến đây chụp ảnh cũng không ngần ngại đầu tư. Chi phí thuê tự ảnh là 1 triệu và tôi chi phí gửi xe là 10.000, rồi tôi mua hoa cũng là 200.000 đồng, và có thể là đứng ở những cái hàng hoa đẹp ý thì cũng như là thuê 50.000 đồng một người. Quần áo thì 200.000 đồng một bộ. Rồi make up thì mình cũng 200.000. Tầm 100.000 cho một buổi sáng và có rất nhiều tấm hình để đăng lên Facebook. Đi từ sáng giờ qua hết phố cổ Hà Nội cũng hơi đói rồi đấy. Chắc tiêu hết sức bún chả rồi. Không biết bây giờ có chỗ nào để ăn vặt quà chiều không Minh Anh nhỉ? Vừa hay là mình đang đi qua khu Ô Quan Trưởng. Ở đây có rất là nhiều món ăn vặt thú vị của Hà Nội. Là mình cùng nhau khám phá nhé. Được, đi thôi. À, có bánh rán mật này. Bánh rán mật ở đây rất là nổi tiếng. Ừ,
bánh rán còn nóng hôi hổi luôn. Thịt xiên nướng, thịt mình ăn thử nhá. Trước đấy là bà bán gì ạ? Một xiên thịt khá là to như thế thôi, nhưng mà tôi đã cho nó bốc hơi khoảng chưa đến 10 giây đâu. Đậu xanh rất mịn, kèm với cả thêm làm cái vị sữa dừa rất là ngon, rất thơm, rất béo. Thực sự là trời nóng như này mà được một bát chè như này không làm gì bằng. Trong bát nộm này thì có thịt bò, lá lách, có cả gân, bò khô này và có thêm đu đủ, cà rốt. Đu đủ rất giòn. Ăn uống thì cũng no nê rồi đấy, mà sáng đến giờ toàn Minh Anh dẫn mình đi rồi. Bây giờ mình sẽ dẫn Minh Anh đi một chỗ mà nó rất đẹp, một con phố rất nổi tiếng ở Hà Nội. Và đặc biệt là với dịp Trung Thu sắp tới, con phố này còn đẹp hơn nữa. Đi thử nhá. Nghe thú vị đấy nhở, mình đi luôn thôi. Đây chính là chỗ mà tôi định giới thiệu với Minh Anh này. Wow. Xin giới thiệu với Minh Anh, đây là con phố Hàng Mã. Con phố bán đồ trang trí và đồ chơi theo chủ đề lễ hội nổi tiếng nhất ở Hà Nội. Cùng đi khám phá nhé. Đi thôi. Mặc dù còn gần một tháng nữa mới tới Trung Thu, nhưng lượng người đổ về con phố Hàng Mã đã rất đông. Không khí lễ hội tràn ngập khắp các cửa hàng, qua từng con người. Mỗi dịp Trung Thu ở đây thì lúc nào cũng nhộn nhịp như vậy. Và càng về đêm thì không khí nó càng vui nhộn và nhộn nhịp, rất là đông người như vậy. Mỗi cái năm Trung Thu ấy, thì mình cũng đều lên Hàng Mã để mà mua đồ cũng như là để ngắm cái cảnh phố Hàng Mã. Mỗi năm thì là đều thấy có thêm rất là nhiều những cái sản phẩm mới, bắt chen với cả màu sắc rực rỡ hơn rất là nhiều. Con cảm thấy rất vui được vì được mẹ dẫn con đi ngắm những cái khu kiểu như là những con cá, các thứ đèn lồng đẹp. Đúng rồi, các bạn cũng thấy vẻ háo hức hơn, có nhiều nhà hàng, có những nơi trường học họ cũng tổ chức sớm hơn. Mình thấy là vui rồi vì là cái truyền thống của Hàng Mã mình là lâu đời rồi, từ thời xưa rồi. Để cảm ơn Minh Anh hôm nay vì đã đồng hành cùng tôi thì tôi muốn mua tặng Minh Anh một cái món quà gì đấy. Hôm nay chúng có thể chọn giúp mình được không? Mình nghĩ là một cái bờm, ví dụ như là chiếc bờm này đi, có vẻ là khá là hợp đấy. Đây, em gửi chị. Đây để làm kiểu ảnh nhá, làm kiểu ảnh đi. Và vậy là tôi và bạn đồng hành của mình là Minh Anh đã kết thúc một ngày trải nghiệm và ăn uống thả ga ở Hà Nội, bắt đầu từ nhà thờ lớn và kết thúc ở phố Hàng Mã. Và tôi xin được trân trọng thông báo là tôi đã hoàn toàn nghiền nát cái thử thách này với số tiền chi ra mỗi người chỉ là gần 160.000 đồng một người. Tôi xin chúc quý vị một kỳ nghỉ lễ thật vui vẻ, thật tuyệt vời bên người thân, gia đình và bạn bè. Bye bye. Flamingo, 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 flamingo.